chẳng đừng nhịp tim của ai đó đang dần tăng. Có chăng đây là thời gian để có thể lấy, cứ vô tư vậy chìm trong màn đêm tối để có thể quên đi tình đầu. Nắm đôi tay chậm lại ở đây một giây, mọi muộn phiền đang dần biến mất khi em ở đây, để cho bản thân có thể nhận ra là đang giữa nơi phồn hoa, chẳng phải là căn phòng đó. Vậy đến đây nhanh đi nào, thật yên tĩnh. Có phải đây là nơi tập trung những con người mới đối với trong tình yêu, thế nên tìm đến thua vui ấy đang gọi người. Dù cố gắng để có thể làm quen được tính cách xa tầm với cảm xúc kia trào dâng cứ như người điên mất rồi. Yên tĩnh, có phải đây là nơi tập trung những